Sáng nay em đi gửi 15 anh em cầu thủ của 15 tỉnh thành phố. Anh em cầu thủ có tên trên kiện hàng chờ bưu điện alo nhận hàng giúp em ạ. Anh em nào muốn sử dụng lục cu gái tỉnh Linh Bình Thuận, ủng hộ em xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Giá cả và chất liệu sản phẩm từ em có ghi rõ trên từng hình, từng ảnh cụ thể trên Zalo hoặc trên kênh YouTube. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi bên lục bên em. Không thì em cũng nói luôn về giá cả lục bên em, sẵn tiện em cũng nói luôn, lục sinh viên 700.000 đồng bao ship, tức là lục tủ inox móc sắt, chất liệu thép mạ đồng, thép không rỉ nha anh em. Cầu tử từ 30 tới 45 tùy chọn đồng giá. Lục 900.000, lục 900.000 là lục thép mạ đồng tủ móc ti đồng, lục thép đan hoặc inox trụ móc ti đồng 1.000.000 bao ship, lục lưỡng kim trụ móc ti đồng 1.200.000 bao ship, lục lưỡng kim trụ móc ti đồng sành cánh bướm 1.300.000 bao ship, lục đa năng 1.500.000 đồng bao ship, tức là vừa đánh lục giáo vừa đánh lục cây. Ngoài ra còn có lục hai mặt nhá theo lục thái trụ móc. Lục hai mặt trụ móc ti đồng 1.200.000 bao ship, lục hai mặt xanh cánh bướm 1.300.000 bao ship. Ngoài ra còn có thêm lục gáo và lồng gáo, lồng gáo 550.000 đồng bao ship, lục gáo 800.000 đồng bao ship. Anh em cần biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng kết bạn Zalo 0947252874 để tham khảo trực tiếp từng hình ảnh cho cụ thể. Chúc anh em buổi sáng an lành hạnh phúc. Cảm ơn anh em đã xem clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chào tất cả anh em cầu thủ và cộng đồng YouTube.